Trong video trước, Như Lai và Tôn Ngộ Không đã đi tới Atula Quốc. Trong lúc Như Lai đang gây sự chú ý khi liên tục khiêu chiến các đấu sĩ Atula, thì Tôn Ngộ Không lại âm thầm lẻn vào phế đô. Đúng như cái tên gọi, từ sau trận chiến với thiên giới, phế đô đã trở thành một bãi chiến trường hoang tàn. Với khả năng của Tôn Ngộ Không, cậu dễ dàng lẻn vào bên trong. Tuy rằng cậu tin tưởng thực lực của Như Lai, vậy nhưng vì tránh cho hắn vất vả thêm, cậu vẫn nên đi trộm kiếm sớm hơn một chút thì hơn. Tiến sâu vào bên trong, Tôn Ngộ Không cũng phải ngạc nhiên, trong này có quá nhiều vũ khí, cứ vài bước lại có một thanh, số lượng như vậy làm cậu khó xử. Bởi vì Như Lai lại không nói rõ ràng nên cũng chẳng biết thanh kiếm nào mới là thật. Bỏ qua chuyện đó qua một bên, cậu quyết định sẽ lấy toàn bộ. Đột nhiên Tôn Ngộ Không chú ý tới một thanh kiếm đang cắm trên cao, vỏ kiếm sáng bóng, hoàn toàn không có chút gì xét. Chỉ cần nhìn qua liền biết đây chính là thanh kiếm mà Như Lai cần tìm. Không chờ đợi thêm, cậu lập tức lao lên định rút thanh kiếm. Tuy nhiên còn chưa kịp làm gì thì đã bị ngăn cản lại. Kẻ tới chính là Cuồng Vương La Hầu. Hắn suy đoán không sai, Như Lai và Tôn Ngộ Không vất vả tới đây, mục đích nhất định không đơn giản như vậy. 300 năm trước, lúc hắn ở phế đô chém giết chúng thần, đại yêu đại náo thiên giới, không ngờ lại gặp được ở đây. Cậu và Như Lai đều không phải dạng người bình thường, vậy mà lại làm ra hành động lén lút trộm cắp. Tôn Ngộ Không nghe thấy bản thân bị chỉ trích, liền nhanh chóng lườn lẹo, đây sao có thể nói là trộm chứ? Thanh kiếm này vốn không phải là của hắn, bám bụi ở đây 300 năm rồi, hắn cũng không dùng được, vậy thì cho cậu lấy về trời. Đúng là nó vô dụng đối với La Hầu, nhưng mọi thứ ở đây đều thuộc về hắn. Đại chiến phế đồ năm đó, thiên giới và Atula tộc đều thương vong thảm trọng. Cuối cùng, Đế Thích Thiên vứt lại trường kiếm rồi chạy trối chết. Đây chính là chiến lợi phẩm dùng máu tươi thắng được, là biểu tượng của vinh quang. Muốn lấy đi chiến lợi phẩm từ trong tay Atula tộc chỉ có một cách là chiến đấu. Tôn Ngộ Không nghe vậy vẫn không hoảng sợ, trước tiên đánh thắng hắn rồi lấy kiếm cũng không muộn. Tuy nhiên, La Hầu lại phủ nhận, cho rằng cậu không thể nào đánh bại được hắn, cho nên hắn sẽ cho cậu một cơ hội công bằng hơn. Chỉ cần có thể trước khi chết cướp được một cái đầu lâu trên người hắn, vậy thì trường kiếm sẽ thuộc về cậu. Atula tộc chưa từng biết nuốt lời. Tôn Ngộ Không nghe vậy liền không khách khí nữa, cậu nói lời cảm ơn trước rồi bắt đầu lấy ra vũ khí, đồng thời cũng không quên liền thiên vài câu. La Hầu thì ngược lại, hắn không nói nhiều mà lập tức vung đao tấn công. Tôn Ngộ Không nhảy lên né tránh, sau đó cầm gậy lao tới công kích trực diện. Cả hai ăn miếng trả miếng liên tục, cậu vừa đánh vừa không quên khoác lác, kết quả là bị La Hầu chém làm hai phần. Cứ từng yêu hầu tới đây là xong rồi, vậy nhưng ai ngờ cậu ta lại quá lùn lẹo. Cậu lập tức sử dụng thuật biến thân, biến hóa ra vô số bản thể. Tất cả đều lao tới tấn công La Hầu, đồng thời sử dụng gậy như ý khóa hắn lại một chỗ. Cứ tưởng như vậy là sẽ làm khó được hắn, vậy nhưng ai ngờ rằng La Hầu chỉ nhẹ nhàng dùng sức đã thoát khỏi khống chế, sau đó lợi dụng gậy như ý phá hủy từng cái bản thể. Từng rằng Tôn Ngộ Không tới đây là hết trò rồi, ai ngờ cậu ta lại biến lớn gậy như ý rồi đâm thẳng vào người La Hầu. La Hầu cố gắng chống đỡ, hai bên giằng co nhau, tuy nhiên người chiếm được ưu thế lại là Tôn Ngộ Không. Gậy như ý cứ như vậy liên tục đẩy lùi La Hầu về sau, phá hủy vô số kiến trúc, cuối cùng nghiền ép hắn dính lên vách. Tới đây thì cậu ta lại được đài chém gió, có phải là lỡ ra tay quá nặng rồi hay không? Nếu như không đứng dậy nổi thì cũng không cần gượng nữa. Lời vừa mới nói xong, một đạo kiếm khí sắc bén lập tức lướt qua người khiến cậu ta bị thương chảy máu. Rất nhanh mặt đất xung quanh liền rung động, Tôn Ngộ Không nhanh chóng lùi về sau. Hóa ra ban nãy La Hầu vẫn chỉ đang thử sức mà thôi, hắn bây giờ mới dùng tới thực lực chân chính. Chỉ với việc bộc phát đấu hồn đã khiến cậu bị thương, khí thế bạo phát ra xung quanh làm cho các tòa kiến trúc tan thành mây khói. Hắn lên tiếng khen ngợi, bản thân cậu đã chứng minh được thực lực. Không hổ là hãn thế đại yêu trong lời đồn, có tư cách bị hắn tự tay chém giết. Đấu hồn của hắn đã 300 năm chưa từng nghiêm túc thiêu đốt, vô hình đạo áp phóng ra có thể phong bế pháp thuật phân thần. Tôn Ngộ Không nghe vậy vẫn không sợ, cậu lập tức biến thành bộ dạng đại viên hồn. Tuy nhiên đối mặt với La Hầu quá mạnh mẽ, cậu ta lập tức bị ăn tá hành vào mặt. Hắn vung đao đánh ra vô số công kích, đem yêu hầu đánh bay ra xa, thậm chí rằng Tôn Ngộ Không còn chưa có cơ hội phản kháng. Từ điều này tới xem, thực lực của La Hầu quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không phải có phép thuật biến ảo, vậy thì cậu ta sớm đã chết rồi. Nếu thiên giới có đệ nhất thần tướng Tam Nhãn, bách chiến bách thắng, vậy thì Atula tộc có Cuồng Vương La Hầu, trước giờ chưa từng bại trận. Đáng tiếc là hai kẻ này chưa chính thức có trận chiến phân thắng bại. Chuyển cảnh tới với Như Lai, trải qua vài chiêu giao thủ, Như Lai đã cảm thấy không ổn. Tiếp tục như thế này không phải là cách, phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ có điều đối thủ lần này lại quá hung hãn. Quỷ đầu đao liên tục lao lên tấn công phủ đầu, lão cảm thấy Như Lai bây giờ đã yếu đi rồi. Nếu như là 300 năm trước, mỗi chiêu lúc nãy đánh ra, hắn đã trực tiếp đòn đỡ. Đáp lại thì Như Lai vẫn tỏ ra mạnh mẽ, hiển nhiên là không thể để cho đối thủ biết mình đang bị thương. Không chờ đợi thêm, quỷ đầu đao lại một lần nữa tấn công. Lần này Như Lai quyết định không nhân nhượng nữa, hắn dễ dàng né tránh, sau đó tung một cú đấm cực mạnh vào giữa ngực khiến lão ta bay ra ngoài. Kết quả này làm cả đám Atula đang quan chiến cũng kinh ngạc. Thắng bại chỉ với một chiều, ngay cả quỷ đầu đao cũng không tin được. Lão lần nữa cầm thanh đao lên định tiếp tục chiến đấu, đáng tiếc là chưa kịp làm điều đó thì đã bị tên quỷ sát giết chết.
hiển nhiên là tên này đã không chờ đợi được nữa, trên chiến trường chỉ nói thực lực. Atula là chiến thần bất bại, đấu sĩ võ lực kém thì phải bị đào thải. Vì giữ gìn thanh danh của Atula tộc, hắn muốn tự tay giết chết New Lai. Lời này vô tình khiến quân hùng kích động và quên mất chuyện quỷ đầu đào vừa mới bị giết chết. Lúc này tất cả sự tập trung đã được dồn lên người quỷ sát, cho nên hắn càng được đà to gan lớn mật. New Lai nhanh chóng đứng ra nói chuyện, hắn thưởng thức dũng khí và đấu trí của bọn họ, vậy nhưng quá coi trọng thắng bại và chiến đấu, cuối cùng sẽ chỉ làm cho bọn họ đi vào diệt vong. Trừ phi bọn họ học được cách bao dung kẻ yếu, học được bình đẳng tôn trọng mới có thể thực sự cường đại. Lời vừa nói, cả đám bên trong liền tò mò. Trước giờ bọn họ chỉ có chiến đấu và chiến đấu, kẻ mạnh thì làm vua chứ chưa biết tới bao dung kẻ yếu là như thế nào. Cho nên những lời này đối với đám người Atula tộc đúng là khó hiểu. Quỷ sát nghe xong càng thêm tức giận, Atula và thiên thần vốn là kình địch. Cho dù hắn có nói nhảm thêm nữa thì kết cục vẫn là cái chết. Như lại không muốn phủ nhận, hắn đương nhiên sẽ chiến đấu, dứt khoát đánh bại quỷ sát. Lời này làm quỷ sát càng thêm tức giận, hắn lập tức thiêu đốt đấu hồn. Trải qua hai trận chiến đấu, hắn nhớ rõ thực lực của Như Lai. Như Lai cũng thẳng thắn, ngay từ đầu quỷ sát đã thi triển ra đấu hồn, có vẻ như rất có lòng tin. Vội vã tiến công ngược lại sẽ gây bất lợi cho quỷ sát, vậy nhưng cách này xem ra có hiệu quả hơn. Hai trận đấu trước đó Như Lai đều dùng chiến thuật phản kích, trước tiên phòng thủ quan sát, cuối cùng dùng một quyền xoay chuyển thắng bại. Quỷ sát không muốn nhiều lời thêm, hắn ta lập tức vung đao tấn công. Đáng tiếc là Như Lai đã kịp thời nhận ra điểm yếu, sau đó tặng cho đối thủ một đấm vào mặt làm cho bay đi. Hành động này làm cho đám người đang xem vô cùng kinh ngạc, không ngờ đao võng của quỷ sát đại sứ lại bị phản phá. Không chịu bỏ cuộc, quỷ sát một lần nữa lao lên. Như Lai thấy vậy vẫn tự tin, hắn chủ yếu dựa vào nhược điểm để tấn công đối thủ, mà thứ nhược điểm này lại chắc chắn tồn tại. Nói rồi hắn nhanh chóng đi ra phía sau rồi tặng cho quỷ sát thêm một đấm nữa. Cứ tưởng lần này quỷ sát đã bị ăn hành ngập mồm rồi, ai ngờ tên kia đã có tính toán. Hắn cho biết khả năng nắm giữ thời cơ của Như Lai quả nhiên tinh chuẩn. Điều này vừa hay lại rơi vào bẫy nên kịp thời sử dụng cánh tay ngăn cản công kích. Giải thích xong, quỷ sát liền dùng vũ khí trên tay đâm một nhát vào cánh tay của Như Lai. Như Lai lập tức phản công đá bay tên kia ra xa. Lúc này Như Lai đã bị thương, một khi bị cây chùy thủ của hắn đả thương sẽ không ngừng chảy máu, tiếp tục tiêu hao thần hồn sẽ chỉ mất máu nhanh hơn. Tới đây thì quỷ sát không nhân nhượng nữa, hắn ta tự tin nắm chắc phần thắng, cho nên tiếp tục cầm chùy lao lên. Mỗi một lần công kích đều vô cùng nhanh và mạnh mẽ, Như Lai phải chật vật chống đỡ, động tác càng lúc càng chậm. Điều này làm quỷ sát càng thêm hưng phấn, hắn quyết định sẽ sử dụng tới kỹ năng mạnh nhất là phệ hồn đao phủ trận. Vừa mới xuất chiêu, dưới mặt đất lập tức xuất hiện ra vô số thanh đao khổng lồ, tất cả đều hướng tới vị trí của Như Lai, bao vây lại một chỗ, sau đó cùng nhau bổ lên người hắn. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem nhé. Video của mình tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.